luôn không? Đó gạo con mắt hết trơn luôn. Không còn cái gì luôn. Tao chạy không đi luôn. Mắt hết luôn. Nè, xong rồi. Lúc trước thấy bọn năm là bữa kia hai hạt là một gần nữa hả nè. Trong chơi nhà chơi cửa hết còn gì luôn. Bây giờ tiếp diễn em lặn nữa, lần này không chơi mà lặn luôn mọi người. Hết luôn rồi. Gạo con năm sáu bao mắc hết. Nhìn tối đang luôn rồi. Chim cho bỏ khờ. Cái gì cũng mắc hay luôn. Còn cái vỏ bự không biết ở đâu luôn. Đó cái vỏ ra, cái vỏ ra bự thấy không. Mắc hết rồi. Đây hết trơn luôn mọi người ơi. Mắc hết, mắc hết rồi. Mắc đồ, mắc của tài sản. Em chìm một cái là không có còn đường nói luôn. Quần áo còn không còn mặc mà nó cuốn đi hết trơn luôn vậy đó. Tao cho mùng mền chiếu gói này kia nọ. Trời ơi. Chìm cái là hắn cái này nó cơm ăn. Đi về đi quá khổ rồi. Xuồng ghe nhỏ nhỏ không mà dâm cái là tất cả tay hết trơn. Khoảng 10 hộ nữa thôi. Nếu mà anh làm cái clip mà cho dân tình nó qua hết là tao ta mang ơn anh nhiều luôn á thiệt á. Khổ dữ lắm, mày mở cho nó em khổ. Khổ cho giường xài mà sợ cái xài nó ngã xuống nữa. Là căng cần ai hỗ trợ của chung gì đâu, cái cầu cho nói sao được cho quan quyền đó thì cho cái đi qua được thôi. Người ta không cần mà hỗ trợ của chung gì đâu. Dạ Bường Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Và đó là một cái đoạn phim rất là ngắn được một cái cậu bé 13 tuổi quay lại trong cái quá trình mà chìm xuồng tại cửa khẩu Vĩnh Sương giáp giữa Việt Nam và Campuchia. Phim đó làm cho Bùi Hồ luôn ám ảnh mãi. Và để hiểu thêm mời cô bác quý anh chị cùng xem hết nội dung cái câu chuyện về xóm Việt Kiều Campuchia bị mắc kẹt tại cửa khẩu như thế nào nha. Gần hết rồi. Quá trời chìm mà khổ rồi, tôi đi gần hết còn mấy cái lần nữa. Cái điện mình đâu rồi anh, mày mở cái lấy chìm cái nhà nó lên cho đâu đâu cho em xem với. Lấy em chìm nhà. Chị hả? Cái lớp của chị chìm nhà nè. Để chìm chiếc ghe. Chiếc ghe. Chìm cái nhà. Chìm cái nhà mình nói chung là cái nhà mình có cái ghe chị đó là. Đây xuống ngoài nó lại có hai ba tháng khổ chết. Anh đừng nói với em đây anh nói. Sao chị qua sao chị có thể đi qua trao đổi với em. Đây là sẵn dịp này rồi. Đó nó chạy mày nói sao. Nè. Dạ. Là chị là chiếc ghe này mà là sao chìm sao em không hiểu ta. Em xuống đây là tới có mấy tháng này, có hai ba tháng này à, lúc đó em đã trên ganh rồi, quá trời sóng gió rồi rồi chìm luôn, chìm nhà mới đi cái vỏ nhỏ xíu đó xuống đó em đi vỏ nhỏ xuống đó rồi mới mua cái nhà này nè, chứ không có tiền. Dạ đó chị ở trên đó là bao nhiêu năm? Hơn năm giờ ở cửa khẩu Vĩnh Sương á. Dạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, vô nhà hả? Vô đây. Ghê quá, ghê quá. Ôi ơi, có khi nào nó chìm luôn không anh? Không, vậy ơi. Tào lao, quýnh tao hoài vậy không? Tào lao hoài á. Trời ơi, nói với ông cũng có chìm vậy, không có tiền lắm, có xu thì nó phải chìm. Trời ơi, khổ quá chết, không có tiền, nó phải xu. Đây là quay cho cô bác quý anh chị thấy cái cảnh mà cô bác anh chị là Việt Kiều Campuchia hồi hương về sống mà cái cảnh chịu cái cảnh mà mưa tạt gió lùa là như thế nào đó. Nó đang ngồi nè. Ok vậy thôi. Cái đó lại rồi đèn. Vô trong kia đi anh chị. Chị vô trong kia ngồi đi cho nó an toàn. Diệu Hà vô trong kia ngồi đi. Bà biết rồi. Gái mà. Là gì nói chị nói sao? Qua đây ngồi cho em kể cho em gõ cái câu chuyện với. Dạ em nói á, lúc anh đi xuống đây mới có 2-3 tháng ha, còn như mở chữ khẩu Vĩnh Sương á, hơn năm rồi. Mà giông gió chìm á. Chị làm cái gì ở trên đó? Cũng đi xuống, ở trên miên đi xuống đó rồi người ta không có cho qua. Rồi ở đó hơn năm nay rồi. Có nghĩa là mình thả trôi bè xuống ngay chỗ cửa khẩu Vĩnh Sương. Dạ. Không có cho qua. Dạ không có cho qua, rồi bắt buộc ở đó hoài trời giông trời gió rồi có nhà bự chìm luôn. Là lúc trước thì chị ở trên Nam Giang hay sao? Trên mới về đó. Luôn, còn luôn biển hồ. Biển hồ. Ở dạ. Biển hồ bao nhiêu năm? Ở từ nhỏ lớn mà cha sanh mẹ đẻ chở luôn mà. Mấy chục năm. Dạ. Mấy chục năm hả? Dạ. Và chị neo đậu ở trên đó không về được. Dạ, không về được. Thì ví dụ như chị nói với em là trên đó là còn bao nhiêu chiếc bè, chiếc ghe trên đó nữa? Cũng như mười mấy hộ á. Nhiều lắm á. Bây giờ muốn về như thế nào? Muốn về mà không có ai cho về. Cửa khẩu ta ngăn không cho về. À. Bây giờ sóng gió
chìm lên, chìm xuống cái gan trong clip em quay đó là nhà em chìm chảnh đó, chìm chăn cửa cẩu đó, à. Chìm không còn có gì hết trơn á. Bỏ máy xuống cái vỏ nhỏ xíu đó là em về đây đó. Dạ, à. Nhưng mà sao lúc đó xong sao chị về được? Thì xu xếp còn được nhiêu đồ thì xuống vỏ nhỏ đi nhiêu. Hai vợ chồng với ba đứa con đi vỏ nhỏ xíu đó, vỏ xíu em đậu đó. Mấy ngày mấy đêm mới tới đây? Không biết, hỏi chồng em không biết mấy ngày. Mấy ngày mấy đêm anh? Ngày một đêm. Một ngày một đêm. Dạ. Ở trốn đi. Trốn đi. Vô đây anh, vô đây. Vô lên đi. Chứ xuống này khổ không chết luôn á. Về đây thì nói nay anh chị thì không có tiền có bạc gì đâu. Ở xuống cái đây thì có tài là cũng mua thiếu. Nó khổ dữ lắm, vợ chồng khổ gạo thì cũng không có ăn. Em út có lại nó đây thì em ở đây có đúng thời gian lâu hơn á. Là anh từ nhỏ đến lớn sống với lại là em so ở đây là cũng ở trên đó thôi. Dạ. Rồi về neo đậu ở cửa cẩu Vĩnh Sương. Dạ. Rồi ở neo đậu đó một năm mấy nay không về, rồi trốn về. Dạ, tao không cho qua. Nhà rồi mình mới thu xếp nhỏ nhỏ rồi mình trốn đi. Dạ, cũng anh, hai vợ chồng mấy người con? Ba người con. Ba thằng nhỏ. Nè, hai nhỏ nè với thằng này là lớn. Rồi bây giờ là chỉ cần là mấy người kia muốn về mà về không được. Dạ. À. Ta mượn mình hỏi dùm. Hỏi dùm, và đây là cái hình ảnh cho cô bác quý anh chị xem nha. Cái này là nhà của mình chìm rồi đó nè. Cái này là nhà của anh đó hả? Dạ dạ. Bà kẹt nó chìm đó. Còn
đâu có tóc đâu rồi. Con có bạn giúp có tóc đi tới kêu mẹ bà ơi. Cho con có bạn ơi. Ê, dòng bỏ này luôn nè. Con nít con gì với tí phố nè. Con đang con nít nhỏ chưa biết rõ nó ở đây nè. Nè, hai đứa nhỏ nè. Mới thấy cái cảnh này luôn á. Nhà nhà có cái bà đó, mình có cái bà là chết hết rồi. Nhà cái bà đặt quá. Cũng chết thiệt. Bây giờ người đó, đó là nhờ mình nói. Dạ, nhờ mình nói. Chứ mình đi xuống được á. Tại đi xuống dưới này mình khổ gì khổ đi. Mà cũng đỡ hơn cái chỗ đó quá trời sóng gió rồi nó chìm. Mình có cần đỡ nó bây giờ mình biết là đi mình cũng còn nghiệp mấy người cũng chảnh. Dạ. Dạ, mình cũng chặn cho nó đi về cho nó khỏi sóng gió hết nhau đi. Đứng dạ đây. Dạ. Cũng chặn Việt Nam mình không. Em hỏi anh với chị nha, là tổng cộng số Việt Kiều mình là hiện nay ngay chỗ khu vực này là bao nhiêu hộ? Ở đây hả bà anh chảnh? Ở đây nè. Ở đây là mới lại em đâu có biết gành đâu. Chỉ là gành cái cụm này như đây thôi chứ không có gành xa. Ở đây thì chứ em ở chỗ này có mấy tháng này đâu có biết. Ở đây Việt Kiều thì nhiều lắm mà bây giờ bị người ta lên bờ hết. Chùm này được yêu hộ quá hả? Đây là có mình em sờ xuống có mình mò đầu tiên là con hộ mà của em xuống à. Đó. Còn những người ta ở đây là ta sống lâu. Để rồi em biết vài bữa em có thể hỗ trợ gạo hay cái gì đó. Dạ. Không biết cái vụ mà người cũ không biết chứ em biết có mình em về trước hay về sau à. Anh với chị là làm cái công việc gì? Chồng em đi thả lưới mà mấy cái gà thả cũng được, không có mà ngã quay thả được con nào chân á. Thì lúc em hỏi thiệt là lúc mà vượt biển hồ về á, đi là về như thế thì mưa gió thì sao? Chùm cái xu. Bữa tới đâu thì ăn tới đó. Giờ đem gạo theo luôn hả? Dạ, bỏ gạo bỏ nồi theo nấu cơm ăn luôn. Ôi trời ơi. Giờ áo cũng 6 thước vậy đó. Nhỏ, nhỏ nhỏ xíu à. Chỗ ngủ trong không vậy đâu. Nằm ở trên đồ á. Nằm ở trên đồ ngủ. Dạ. Ừ. Trời ơi. Thì ấy thì ghé đó thì như mình đuối mình chạy
qua núi á, ghé chợ tại chỗ nào đó thì tắt cho đó nghỉ ngơi chút thì chạy nữa. Vì sợ ví dụ mình trốn đi người ta bắt hiện, người ta bắt bà lại, người ta không cho, người ta đuổi bà về nữa. Mình không dám neo đậu nhiều. Có nghĩa là đi được là mình cứ đi thôi. Đi vô trong cái đen. Con người ghê trời. Dòng gió này là cái dạ, xuống nó làm là được. Dạ. Cảm giác mà về đây thì mình thấy nó khỏe hơn ở trên đó nhiều không? Ba đưa ba thằng con nè, thằng mới lớn nè. Ôi trời ơi. Dạ, mới lớn nè với hai thằng này nè, có lớn đâu có nhờ được đâu ra. Nuôi nó mà nuôi không xong nữa. Này mới được có 2-3 tuổi hả? Hoàn cảnh mà về đây khổ mà cũng đỡ hơn cái chỗ ở ganh, nó chìm, nó sóng gió mà nó không có chìm. Ồ, bơm ga đó hả? Dạ, bơm ga, nước ra chảy ra đó. Bà tự anh nghèo khổ như chết luôn ha. Khủng khiếp quá. Xuống đây là không tiền của bà thì nuôi nhà chịu cũng ra nó. Mấy vợ nào có tiền trả chúng lấy nhà lên đúng không? Nhưng mà em hỏi thì anh với chị nè, nếu như cô chú đó về đây thì cô chú đó có nơi nào để mà neo đậu không? Thì cũng linh tinh với biển hồ như mình, người nào cũng như người ta có dòng họ. Ta có dòng họ của quá. Ta đi về dòng họ anh ta. Ở đi, người nào về đây thì về. Thì ta lọt qua ganh ta đi gì đâu ta đi. Cần thấy con nia về để mình ở chợ. Giờ có yêu cầu cho con cho cái nia về đi quá khổ rồi. Xuồng ra nhỏ nhỏ không dăm đó là tách tay hết trơn. Khoảng 10 hộ nữa thôi. Dạ mười mấy người nữa thôi. Còn nếu mà anh làm cái clip mà cho dân tình đó qua hết là người ta mang ơn anh nhiều luôn á, thiệt á. Khổ dữ lắm, mày mở cho đó em khổ. Khổ cho đường xài mà sợ cái xài nó ngã xuống nữa. Là cần hỗ trợ của chung gì đâu, cái cầu cho nói sao mà được cho qua quyền đó thì cho cái đi qua được thôi. Người ta không cần mà hỗ trợ của chung gì đâu. Tự lên cho nên mạnh luôn con chuột. Đi ở trên chợ cũng cực khổ dữ lắm, thùng ghe nhỏ nhỏ cũng chìm là tích là tay. Em chìm một cái là không có còn đường nói luôn. Quần áo còn không còn mặc mà. Nó cuốn đi hết trơn luôn vậy đó. Trời đó, người ta cho lại. Ta cho mùng mền chiếu gói này kia nọ. À, trời ơi. Chìm cái là hắn cái nồi nó cơm ăn. Cái trời dân tình chạy xuống đi. Khổ, con đi quá khổ không dẫn. Trời dông tới là ngủ không có được. À. Sóng gió chứ. Cũng khiếp trời. Dạ, ở đây dâm á mình kìm nó cạn đỡ. Người mà dài già mà bệnh đau rồi chút đỉnh rồi còn đi nhà thương rồi chút đỉnh rồi chết là không biết chôn ở đâu đâu. Dạ. Nếu mà lỡ mà bệnh hoạn rồi nặng chết là không biết chôn ở đâu. Không biết chôn đâu luôn. Dạ, chắc có chỗ đâu mà chôn nữa, chỗ đó có một khúc á. Có khi là nó đuổi lên, nó đuổi xuống, nó đuổi thật đất không ăn hết trơn. Chỗ đất của người ta mình đậu, mình tắt cho nó mình đậu đất của người ta thôi. Là có nghĩa là ngay cửa khẩu Vĩnh Sương đó. Dạ. Vẫn đang neo đậu bên đó. Dạ, còn đây là nó khoảng bao nhiêu cây số ta? Đây nó là nói chung mà mình đi là cũng nó đi đường xe thì cứ gần đi qua Minh Vú. Dạ. Đi qua Minh Vú là chỗ gì đó rồi, Minh Vú Cánh An mà nó. À, dạ. Vậy bữa nào em với anh lên đó được không? Được. Đi xe nha. Đi xe hả? Đi xe cũng được, đường nước cũng được. Đi nước cho qua bạn. Cho qua đưa với anh mình sợ gì? Cũng không cho qua nha. Cho qua. Cũng thầm không cho qua. Nhưng mà em đi cửa khẩu em đi được. Được. Ủa, anh có giấy kết quả gì mà? Dạ. Là mình nói trước nha, mình không có giấy tờ gì đâu nha. Dạ, anh dẫn mình đi, mình dẫn anh đi, có gì đâu. Dạ. Dạ. Nghiệp lên, nghiệp chân tình chẳng. Em sống ở đây thời gian, biết hoàn cảnh khổ. Mình biết hoàn cảnh khổ, bởi vì mình mới đánh anh ấy. Có bữa chồng em có thuốc khóc khóc luôn á. Không có thuốc khóc khóc luôn á. Nửa đánh chồng có 100 bạc cho nghe. Đẹp, 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 anh cởi. Dạ. Là anh, cô chú anh chị đó là neo đậu trên đó là bao nhiêu năm rồi? Trời, cái này nữa hơn năm, gần 2 năm rồi đó. Tết thì nữa 2 năm, bắt đầu tháng 5 thì nữa là. Tháng 5 thì nữa là lâu cho tháng 5, tháng này nữa 2 năm rồi, lâu cho 2 mùa anh ơi. Tháng này là 2 năm rồi. Ờ. Nghiệp kia nêu gì mặn ăn có được cái gì đó đó. À, nó ngay nhà nước cũng phát gạo mà giờ tao nghỉ phát rồi. Lúc em còn cho nó phát, bây giờ tao nghỉ phát. Còn phát là ra. Có nghĩa là đánh bắt ở biển hồ không được, về tới đó neo người ta tính cho người ta cho qua, nhưng mà cửa khẩu không cho qua là phải. Cái này mình không phải là mình đi đâu nha, ở Nam Giang người ta đuổi nha, người ta đuổi, người ta đâu có cho mình ở dưới nước, người ta đâu có cho mình ở dưới nước nữa đâu, rồi người ta nghe mới thả xuống đó rồi tắt cái đó đậu luôn, cửa khẩu đâu cho qua đâu, năn nỉ với lắm cũng cho qua mà không cho qua luôn. Thấy thì chừng nào anh đi á, anh lấy số điện thoại của em nè, anh điện là em đi rồi em sắp xếp đi. Có gì đâu. Em sẽ cố gắng liên hệ với anh sớm nhất ha. Dạ. Thì lấy số điện thì chừng này mà ngày nào mà anh điện nó thì chồng em dẫn thì đưa anh đi.
Lúc nào em đưa anh đi cũng được hết trơn á. Vậy vậy mình cũng gắn tiếp cho cái cục ở trên đó nó đi về đi, mình cũng quá tội nghiệp rồi. Không được tình mình không phải mà mình lọt đi hôm nay rồi mà mình thụ đình cho đó mình đề biến sao mình ở trong cái đó hồi lúc sống chung với nhau. Người này có cái này chia qua chia lại với nhau sống chung với nhau. Nhìn về tới đây mình cũng tiếp nối cho anh em người ta đi về chung sống thì người nào cũng đi đâu rồi đi. Ở chỗ đó là người Việt nhiều không anh? Người Việt mình không. Không, không có biết đâu, người Việt không. Người Việt thôi ha. Người Miên người ta nhà cửa người ta trên bờ. À. Vậy là gần sát cửa khẩu luôn. Dạ dạ. Cách cửa khẩu chừng 2-3 cây số nha, mình lên khỏi cửa khẩu chạy lên là chút xíu tới. À, chút xíu là tới. Dạ. Nước đi mình dắt anh đi có gì đâu. Anh tên gì ta? Mình tên Nghé. Nghé hả? Dạ. Còn chị? Nghe. Nghe, nghe. Dạ. Anh với chị là có ba người con. Dạ. Có được đi học gì hết không? Thằng này cho Miên mấy chữ rồi mấy thằng này đâu có biết. Nhưng đây mình không đâu có giấy tờ gì đâu cho anh đi học đâu. Anh là làm nghề đánh bắt. Dạ. Còn chị? Buôn bán xài tóc khỏi này kia nọ gì đó. Buôn bán? Dạ. Dạ. Mà mấy gài bán ế. Chị bán gì? Bán vừa có khóm này kia nọ luôn. Bán cái vỏ nhỏ xíu đó, cái vỏ nhỏ đó đó. Bán bán vòng vòng cho nổi đó hả? Dạ dạ. Dạ. Mấy cái gài người ta nặng cũng được rồi, gì người ta mình bán cũng được. Dạ. Đây là cho nó quay phim đây lên mạng ơi. Cái chiếc ghe này là của anh với chị thì giờ em so là chị ở đỡ, ở kém. Dạ dạ. Không khổ không có tiền. Mười vô luôn. Nói không? Dạ. Nó ở đây á, nó cũng gắn mằng kiếm tiền, nó mua nhà cửa ở mà mằng nó cũng xịt lụi hoài, cũng tiền có bạc gì đâu. Là ở đây đi, thì thấy con cái nó bỏ đi đâu giờ đây. Thì mình đỡ trước, thì nó ở khúc xe lái. Rồi tới đi mằng rồi con nó gửi lên cho người ta. Hôm nay em đến đây anh với chị á, cũng tình cờ gặp của chị, của em. Dạ. So á. Thì em thay mặt cho chú Phát ở Úc á. Dạ. Gửi cho anh chị 2 triệu ha. Mình cũng cảm ơn ảnh rất nhiều. Chú Phát. Dạ, chú Phát, cảm ơn chú Phát nhiều. Ở Úc, chú Phát ở Úc. Dạ. Dạ. Để cho mua sữa cho các bé uống. Cảm ơn chú Phát, đã gia đình con. Dạ. Ôi trời ơi, càng tìm hiểu ra thì càng khổ, càng nhiều. Khô chứ lại ơi, khô chứ mà gã kẹp kìa. Rồi nãy giờ bơm ra rồi đó hả? Khô rồi nè. Khô rồi đó. Dạ, giống luôn, cũng đuổi. Có nghĩa là hiện nay biển hồ ta vẫn đang đuổi người Việt về rất là nhiều. Dạ. Dạ. Thôi. Dạ. Đúng viết quá. Đây là lấy viết ghi số điện của mình đưa. Dạ. Cho ảnh. Chừng nào ảnh liên hệ mình đi lên ảnh, đi với ảnh. Dạ, một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn cô bác quý chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Vườn Hồ đến thời điểm này. Xin chào. Dạ, dạ. Cảm ơn. Cảm ơn Dương Phát. Dạ. Dạ. Ôi, chào anh với chị. Dạ, về dạ. Nha. Dạ, cũng mưa gió để hiểu thêm cái cuộc sống của anh chị ở đây. Ở trên Việt Kiều mà khổ quá. Ghê quá. Dạ. Mà sớm sợ chìm xuồng không á anh? Ghê lắm. Dễ gì? Chị thấy dễ gì? Dễ chìm á. Ui dạ. Ôi trời. Ôi trời. Quá trời rồi. Quá trời mưa gió quá sao cô? Dài dài dài. Sợ mưa tới chiều luôn á. Sợ mưa tới chiều luôn á. Cái này không có được sẵn đây, ngồi trong đi. Đây đây chị ơi. Đây là nó ướt nhất, khô nhất. Vô đây luôn đi anh. Vô đây luôn. Rồi ướt hết trơn rồi nè. Cởi nó đi. Ngồi ướt cái máy của mày luôn. Ướt cái máy của mày luôn. Hôm nay đi sao rồi? Vui nhưng mà không thấy người ta buồn khổ, không muốn khơi là chuyện đau của người ta, mất công người ta nhớ tới hoàn cảnh xưa người ta buồn. À. Anh Nguyễn quay dùm cái nhà đó giùm em, cái bè đó kìa. Ô trời ơi. Chụp hình giùm em với. Chụp ở dưới đó anh. Dạ. Rồi bye bye cả nhà mình nha. Bye bye. Dạ. 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 Rồi. Cho lên đỉnh liên hệ gắn tiếp cho cái dân nó về dập đi tội nghiệp quá. Dạ. Rồi. Mưa bùng luôn rồi. Chạy đi chơi gì ơi. Dạ. Rồi hôm nay kết thúc cái hành trình phải nói là đầy đủ nắng gió, mưa gió, bão bùng gì đầy đủ hết trơn, không còn thiếu gì hết á. Mà
buôn đi đường nào đi tới kìa 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 nhà bên đó kìa cô bác quý anh chị. Ôi chào cả nhà mình. Ôi trời ơi, cái chiếc bè đó bao hiện nay chứa bao nhiêu người nhân khẩu rồi? Trời ơi trời, sao không nghĩ đây là số Việt kiều đâu? Theo em thằng sao chứ? Mười hồ có kéo hoàn cảnh của rồi. Theo em bên Campuchia em nói Việt kiều về nước là em nghĩ là người đó ở ở nước ngoài giờ chắc có lẽ là người ta giàu có. Mà em có em về Việt Nam em mới biết là người em hiểu là cái thế. Vô đây đi anh ơi, để máy nó ướt hư luôn. Đó, vô trong tấm bạc này nè. Đi là bữa nay là mưa gió bão bùng về là gì hòa bệnh luôn rồi. Hồi nãy thấy nhỏ đó nó than là bữa nay trời mưa á, nó bán buôn không được đó, thôi vậy ta tiếp 20 trái dừa. Có vậy hả? Mua gì nữa, mua gì nữa, mua gì nữa. Rồi có kêu dặn nó 20 cái dừa chút có đem lên nhà. Nhưng mà nước Việt Nam là vậy đó, lạnh, hiện nay mưa rất là lạnh nhưng mà ấm áp tình người. Biết ấm đâu phải lạnh không chứ. Tiếp nói thôi, nó nói bữa nay á mưa gió rồi con cái bán không được thì thôi thấy vậy nữa thôi, ta tiếp cho mày 20 trái. Dạ. Ủa đi đâu vậy? Đi về, đi về nha chị. Đi về, đi về. Đi về, đi về. Đi về. Đi về. Vòng lại, vòng lại. Đó nó thôi ta tiếp 20 trái à, chút nó đem lên nhà dì Hòa để về dì Hòa tiếp cho 20 trái. Dạ. Chứ về thấy cũng tội. Có một cái câu chuyện mà Bùi Hồ không ngỡ là một cái gia đình, những cái gia đình Việt kiều mà Campuchia từ biển Hồ bị đuổi từ Buôn Luông ngay chỗ biển Hồ á, bị đuổi về ngay chỗ gần cửa khẩu Vĩnh Sương thì không có cách nào về, phải neo đậu ở trên những cái chiếc bè, mưa gió bão bùng thì thậm chí là chìm luôn. Và đó là những cái hình ảnh mà gây ám ảnh nhất đối với người Việt sống sinh sống tại nước ngoài. Thì chắc có lẽ là sau video clip này thì Bùi Hồ sẽ cố gắng tìm cách để mà cho cô bác quý anh chị đó hồi hương về Việt Nam. Vì dù sao vẫn là con của người Việt. Và xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau. Mưa quá. Ước áo hết.